Chưa tính tiền con nó về chứ chưa tính tiền thì về vậy. Ủa tụi ăn cơm cũng phải tính tiền con mới đi về được chứ. Điểm 1-0 cho team Lục Nam. Có bóng mưa lưới điểm cho mưa càng lớn càng lớn các bạn. Mình quay trong ở ngoài lưới nha, các bạn coi thông cảm nha. Không có làm được. Trăm năm lông nha. Là bóng số điểm cho Lục Nam 2-1. Là bóng qua lưới điểm cho Lục Nam 3-1. Bỏ bóng ngoài, điểm cho Mãn Liên 2-3. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Lục Nam 4-2. Phá bóng tốt, điểm cho Lục Nam 5-2. Bỏ bóng tốt, điểm cho Mãi 3-5. Quá tốt mà. Bóng tốt, điểm cho Lục Nam 6-3. Là bóng qua lưới, điểm cho Lục Nam 7-3. Đập bóng tốt, điểm cho Lục Nam 8-3. Sớm vậy. Phá bóng qua lưới, điểm cho Mẻ Liền 4-8. Đập bóng ngoài, điểm cho Mẻ Liền 5-8. Bóng tốt. Đập bóng tốt, điểm cho Lục Nam 9-5. Đập bóng tốt, điểm cho Lục Nam 10-5. Quá tạc ấy. Không ổn rồi. Chạy vậy nằm hoài. Đập bóng tốt, điểm cho Mẻ Liền 6-10. Đập bóng tốt, điểm cho Lục Nam 11-6. Cái đó không phải thuộc lĩnh lãnh địa của mình, không dám lên. Hả? Sài Gòn. Bỏ bóng ngoài, điểm cho Mẻ Liền 7-11. Bất
bóng tốt điểm cho Lục Nam 12-7. Không tốt điểm cho Lục Nam 13-7. Không có xài áp, đó giờ không xài áp. Không bao giờ xài áp. Thắt bóng ngoài, điểm cho mẹ liền 8-13. Bóng còn thắp lên. Bóng không nhận lưới. Bóng không qua lưới, điểm cho Lục Nam 14-8. Bỏ bóng tốt, điểm cho Lục Nam 15-8. Kết thúc set 1. Set 2 giữa áo cưới Hoa Nam và bóng tốt, điểm cho mẹ em 1-0. Đánh luôn chứ nghĩ lại biết nào mới hết mưa. Nghĩ để mưa tạnh mới chưa nào. Bỏ bóng ngoài. Chẳng bóng tốt. Lấy đập bóng chậm tay trắng ra ngoài. Điểm cho mẹ áo niệm 2-3. Đọc bóng số điểm cho Lục Nam 4-2. Đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho mẹ mềm 3-4. Đập bóng tốt, điểm Hoa Nam 5-3. Đập bóng tốt, điểm cho Quang Nam 6-3. Bóng còn, thủ tốt. Lỗi thủ tục, điểm cho mẻ niềm 4-6. Đập bóng tốt, điểm cho Hoa Nam 7-4.
đọc bóng ngoài điểm cho Quang Nam 8-4. Phát bóng hậu điểm cho Mẻ Mềm 5-8. Tập bóng tới điểm cho Quang Nam 9-5. Nó tiện được. Bỏ bóng tới điểm cho Mẻ Mềm 6-9. Mưa càng ngày càng lớn nha mọi người. Phát bóng hậu điểm cho Quang Nam 10-6. Thắng bóng tốt của Lục Nam điểm cho Quang Nam 11-6. Đọc hết nổi à. Mưa lớn đầu không nghe, nghe nhỏ nhỏ. Đọc bóng tốt điểm cho Quang Nam 12-6. Phát bóng hậu điểm cho Mẻ Mềm 7-12. Này nó đổ cát hả? Hồi đó không đổ cát chạy té. Bây giờ nó đổ cát vô rồi. Đắt đắt vô rồi, không ai vô mấy ông ai rồi đó. Không ai chơi chứ. Bỏ bóng số điểm cho Quang Nam 13-7. Phát bóng tốt điểm cho Mẻ Mềm 13. Lớn, mở nước ra cho Liên. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt điểm cho Quang Nam 14. Kiếm hai đội lưu ý điểm cuối. Bỏ bóng tốt điểm cho Quang Nam 15-9.